khi mà biết uh, hát cùng với chị Hà vì Nhã với chị Hà cũng hát chung với nhau uh, khá là nhiều chương trình ở bên ngoài rồi uh, cũng cũng thân thiết với chị Hà rồi cả cầm dương cầm mà cũng rất là thân thiết uh, rồi khi mà nghe tin là có 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 hai người thì mình cũng thoải mái hơn uh, chỉ có một cái là là hát một cái um, một cái bản hit uh, của một người của một người khác ví dụ như hát một một, một bản hit của chị Hà thì thật sự thì uh, cũng phải suy nghĩ à, xem là mình làm như thế nào nhưng mà lúc nãy à, à, lúc Trinh có 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 phỏng vấn chị Hà thì à, chị Hà có nói một cái 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 điều mà 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 nhà cũng rất là rất là rất là đồng ý và rất là à, đúng với cái 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 suy nghĩ của mình đó là mỗi một người à, mỗi một người ca sĩ mỗi một người nghệ sĩ khi mà hát một cái ca khúc à, thì sẽ có một cái tâm tư tình cảm khác nhau À, để gửi vào trong đó. thì à, khi mà mình nhận một cái ca khúc, một cái bài hát thì mình à, cứ thoải mái theo cái cái cách của mình, cái cảm nhận của mình à, và đem cái điều đó vào trong ca khúc. À, Nhã tin là khi mà mình à, mình à, đặt chọn cái 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 cảm xúc của mình, cái niềm tin của mình vào một cái ca khúc, rồi còn cộng thêm à, cái những ban nhạc hay nhạc hay và và cầm rất là là đầu tư cho những cái bản phối nữa à, thì chắc chắn là mọi người sẽ đón nhận những bản phối đầu tư làm cho mình cũng hơi đau đầu. Yeah. sao vậy chị? À, thì dĩ nhiên là mình hát những cái bài hát quen thuộc, những cái bài phối đó nó đã mình đã hát quen. thì bây giờ đổi hoàn toàn mới như là để cho khán giả người ta nghe một cái bài này nhưng mà một cái một cái phối mới khác thì dĩ nhiên là cái người ca sĩ phải cái sự chuẩn bị kỹ. đau đầu là cái chỗ đó.